quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì con diều hôm qua mình làm á mọi người, nó trời tối quá nên mình không có thả. Bữa nay đó, mình đi thả cho mọi người xem nè mọi người. Thôi bây giờ thả được rồi đó, có gió luôn rồi kìa. Bây giờ có gió rồi, chồng mình sẽ thả cho mọi người xem nha. Lên con. Rồi. Cái đầu chất quất vậy nè. Bữa nay trời nắng quá mọi người ơi, 5 giờ mấy rồi mà còn nắng vậy á. Cái con diều này nó hơi khó bay nha mọi người, tại vì cái hình cái thân của nó hơi nhỏ á, với mình làm giấy màu nhiều quá nó nặng nữa, nó bay lên nó hơi bị nặng, mình hơi khó điều khiển nó nè. Kìa, nó đang lên kìa. Nó bay cũng được lắm mọi người, để mình quay con diều cho mọi người xem nha. Nó đang bay bình thường đó, nó bay cũng bình thường à. Cũng dễ lên quá anh. Hết gió. Ờ. Đi chói hả em? Không có chói. Giờ này mặt trời nó chói vô quá, hơi khó chịu nha. Hồi nãy bên mép bên đây thì không chói, quay qua bên đây ngay ông mặt trời chói rồi. Đi vô trong rồi xe. Rồi mọi người ơi, nãy giờ vợ chồng mình cũng thả xong con diều rồi đó mọi người. Con diều thấy vậy bay cũng im lắm nha mọi người. Thấy nó nặng nặng chứ nó bay được lắm. Mai mốt ai có làm thì lưu ý là mình làm, cố gắng mình làm cho nó hạn chế giấy lại chút xíu đi. Bữa tại hôm qua mình làm giấy hơi nhiều quá. Giấy màu này nó cũng hơi nặng hơn giấy báo nữa mọi người ơi. Ủa sao giờ 5 giờ rưỡi rồi mà sao mà nắng dữ vậy trời? Bữa nay 5 giờ rưỡi rồi mà còn nắng vậy đó mọi người. Ở đây nè. Nhưng mà cũng nhiều gió lắm. Ủa, giờ này 5 giờ rưỡi mà nắng thấy không? Mình mong cánh đồng luôn. Thì thấy diều mà núp sau lưng không à? Tại vì nó nắng quá luôn á, nắng chắc chiều mà nó gắt như chắc trưa vậy đó. Ôi, bây giờ là chắc mình cũng phải đi về rồi, chiều 5 giờ mấy gần 6 giờ người ta thấy trời nắng chứ. Cũng dễ lắm rồi mọi người ơi. Con diều cá mập này thấy cũng dễ thương lắm nha mọi người. Cũng có mắt, mũi, miệng nè. Có thêm cái lưỡi nữa nè. Hàm răng quá thấy ghê luôn. Răng thấy ghê. Có đuôi, có quay đồ nữa. Mà ủa, mọi người thấy con diều này có giống con diều cá mập không mọi người? Bữa giờ thì cũng có nhiều bạn để lại bình luận á, như là nói mình làm diều hình ngôi sao, hình cá mập, hình Doraemon này, này kia. Thì bây giờ mình làm xong diều cá mập rồi, mình sẽ cố gắng để làm tiếp những cái con diều mà các bạn yêu cầu nha. Thì những các bạn nào muốn mình làm hình con diều gì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới đi, mình sẽ cố gắng thực hiện theo cái yêu cầu của các bạn nha. Rồi mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình trong thời gian qua nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ hai vợ chồng mình nha. Và mình cũng chào tạm biệt mọi người nha.